Kính thưa quý vị, tuy chỉ mới đảm nhận vai trò kế thừa công cuộc đốt lò trong một khoảng thời gian rất ngắn so với toàn bộ nhiệm kỳ của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhanh chóng khẳng định vị thế và quyết tâm của mình. Ngay từ những ngày đầu, ông đã chứng minh cho người dân thấy rằng ngọn lửa mà ông kế tục không chỉ tiếp tục cháy mà còn bùng lên mạnh mẽ hơn, thể hiện cam kết không phụ lòng mong đợi của toàn dân. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện rõ ràng rằng ông là người kế nhiệm xứng đáng cho công cuộc đốt lò do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Một người mà nhân dân có thể hoàn toàn tin tưởng sẽ tiếp tục lãnh đạo cuộc chiến chống tham nhũng. Nhìn lại những hành trình của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta không thể không nhận ra ông xuất thân từ ngành công an, nơi mà việc điều tra và phát hiện sai phạm đã trở thành kỹ năng chuyên môn của ông. Trong bối cảnh công cuộc đốt lò chống tham nhũng, đây chính là yếu tố cực kỳ quan trọng. Bởi vì quyết tâm dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là nền tảng nếu không có kỹ năng và kinh nghiệm thực tế để thực thi. Tổng Bí thư Tô Lâm với bề dày kinh nghiệm của mình không chỉ có quyết tâm mà còn có khả năng hiện thực hóa quyết tâm đó bằng hành động cụ thể và hiệu quả. Chính vì lẽ đó, người dân đã hoàn toàn có lý do để đặt nhiều kỳ vọng vào Tổng Bí thư Tô Lâm. Và thực tế đã chứng minh điều này khi chỉ trong thời gian ngắn ngủi kể từ khi nhận chức, từ trung ương đến địa phương, hàng loạt các vụ việc tham nhũng đã bị lôi ra ánh sáng. Những thanh củi lớn đã được đưa vào lò mà không hề có bất kỳ sự phản kháng nào. Cùng với đó là những vụ chuyên án, triệt phá đường dây tội phạm lớn cũng được gấp rút triển khai và đạt được nhiều thành tích lớn. Tổng Bí thư Tô Lâm quyết tâm làm sạch bộ máy, luân chuyển cán bộ, làm đúng chức năng nhiệm vụ, trong sạch bộ máy. Vậy với kinh nghiệm và thực tiễn đã qua Bộ Công an thì Tổng Bí thư Tô Lâm đã quyết liệt làm trong sạch bộ máy như thế nào? Và từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhận chức đến nay đã khẳng định quyết tâm nói đi đôi với làm ra sao? Thì chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Vâng, Tổng Bí thư Tô Lâm đang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ làm trong sạch bộ máy như đã cam kết ngay sau khi nhậm chức. Ông đã khẳng định rằng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ tiến hành với phương châm không ngừng nghỉ, không có vùng cấm. Cuộc chiến chống tham nhũng này không chỉ dừng lại ở Trung ương mà còn lan rộng đến từng cấp địa phương với những cập nhật liên tục và sát sao. Gần đây, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển hồ sơ một vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Yên Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đến công an tỉnh để điều tra làm rõ. Cùng với đó, Thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vì những sai phạm liên quan. Ngoài ra, công tác thanh tra tại Bình Định cũng đã được thực hiện theo kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt nhằm đảm bảo việc bổ sung chức vụ lãnh đạo, quản lý và biên chế công chức được tiến hành đúng quy định. Còn tại Kiên Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức điều động, chỉ định và bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp sở, ban ngành. Tại Hà Nội, dự kiến sẽ thực hiện việc luân chuyển công tác đối với các cán bộ đã giữ chức vụ trên 8 năm, ngoài trừ các cấp trưởng, cấp phó của các bệnh viện chuyên khoa. Đồng thời, những vị tướng công an đã được dân tín nhiệm như tướng Đinh Văn Nơi với nhiều thành tích xuất sắc được nhận nhiệm vụ mới giữ chức Cục trưởng A03, còn Thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trở thành hai cánh tay đắc lực trong cuộc chiến đốt lò của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chúng ta thấy rằng mới chỉ nhận chức được 2 tuần nhưng lò Bắc Tô đã đỏ lửa. Trong số những người bị xử lý, đáng chú ý nhất đó là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, người vừa phải từ chức cách đây không lâu. Trường hợp của ông Khái đã được dư luận biết đến rất rộng rãi với nhiều bài báo và những video được chia sẻ ngay sau khi ông nghỉ việc. Mặc dù chúng ta không đi sâu vào chi tiết này, nhưng chỉ cần lướt qua cũng đủ để thấy rằng công cuộc đốt lò dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn giữ vững nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù một người có chức vụ cao đến đâu như Bí thư Trung ương Đảng cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm với những sai phạm của mình. Liên quan đến ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng kiêm Bí thư Trung ương Đảng, một số lãnh đạo cấp cao khác của tỉnh Lâm Đồng cũng bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm trong dự án Đại Ninh. Nhẹ thì bị cảnh cáo, nặng thì bị bắt tạm giam. Có lẽ quý vị vẫn còn nhớ cái tên nổi bật trong vụ việc này, đó là ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, người được coi là quyền lực nhất tại Lâm Đồng, và ông Trần Văn Hiệp, nguyên Chủ tịch tỉnh. Cả hai đã bị khai trừ khỏi đảng và bị xử lý hình sự.
những sự kiện này đã tạo nên một làn sóng chấn động không nhỏ trong dư luận và chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, công cuộc đốt lò vẫn duy trì nguyên tắc không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Câu chuyện về cuộc chiến chống tham nhũng tại Lâm Đồng chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể của công cuộc chống lại những tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp hơn. Một trong những chiến dịch gần đây nhất đã gây sự chú ý lớn đó là vụ việc triệt phá đường dây lừa đảo tại khu vực Tam Giác Vàng. Như quý vị đã biết, hiện nay rất nhiều những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội và đã được cảnh báo rất nhiều, nhưng vẫn nhiều người bị sập bẫy. Bởi vậy, biện pháp hiệu quả nhất để đối phó với nạn lừa đảo này là bắt hết bọn tội phạm và xử lý hình sự. May mắn thay, mới đây Công an Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Công an Lào để triệt phá một đường dây lừa đảo lớn chưa từng có, bắt giữ tới 155 đối tượng. Điều này không hề dễ dàng. Công an Việt Nam đã phải theo dõi, tìm hiểu thủ đoạn, chiêu trò và cách thức hoạt động của chúng trong suốt 2 năm trời. Đặc biệt bọn lừa đảo này hoạt động tại Tam Giác Vàng, khu vực được biết đến như là thiên đường của tội phạm, vùng đất nguy hiểm bậc nhất Đông Nam Á. Chúng ta đều biết rằng vùng Tam Giác Vàng này nằm trên bờ sông Mekong, thuộc địa phận thành phố Chiang Rai, một tỉnh biên giới miền Bắc Thái Lan. Nơi đây, những năm 70 đã từng là đại bản doanh các chủng thuốc phiện Khun Sa khét tiếng. Phần lớn diện tích Tam Giác Vàng nằm ở vùng núi có độ cao là 1.000m, rất phù hợp với việc trồng cây anh túc. Những cánh rừng bạt ngàn có rất ít tuyến đường giao thông và một vị trí đặc biệt khiến cho vùng này nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ của cả ba nước. Điều này mang lại điều kiện lý tưởng cho việc trồng cần sa, sản xuất và vận chuyển ma túy, tạo nên một nơi nhức nhối, nhũng nhiễu và cũng là nguồn cơn hủy hoại cuộc sống của hàng triệu gia đình. Vậy vì sao nơi đây chúng vẫn ung dung tồn tại đến như vậy? Đó là bởi những kẻ tội phạm đã biến nơi đây trở thành một cứ địa bất khả xâm phạm. Đây là một khu đặc khu kinh tế, có tính chất đặc thù và quy luật đặc khu riêng vô cùng cẩn mật. Những người ra vào đặc khu này đều phải có giấy tờ tùy thân chứng minh công việc tại đây. Không chỉ vậy, tại các đặc khu này có đến hơn 200 cao ốc, mỗi tòa từ 20 đến 25 tầng và hàng trăm nghìn người sinh sống và làm việc, nên việc xác định chính xác vị trí hoạt động của các đối tượng là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, lực lượng bảo vệ được các đối tượng chủ mưu người nước ngoài thuê đã cắt cử bảo vệ tại mỗi tòa nhà, sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn và làm mặt không có giấy tờ vào xâm nhập. Chỉ cần một sơ hở thôi thì chắc chắn đối tượng đó sẽ bị thủ tiêu. Chính vì thế mà Tam Giác Vàng là nơi mà chính phủ các nước rất ngại động vào. Nhưng mới đây, cứ địa bất khả xâm phạm ấy đã bị Công an Việt Nam chọc thủng. Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2023, các tổ chức băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia hay Myanmar có xu hướng di chuyển địa bàn hoạt động sang Lào. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động, đồng thời không ngừng mở rộng quy mô và tổ chức. Các đối tượng dùng người Việt lừa người Việt do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Chúng thường xuyên quay về Việt Nam để tuyển người với lời mời gọi việc nhẹ lương cao, mức lương từ 20 đến 40 triệu một tháng. Chỉ cần mua máy tính, không phải làm việc nặng nhọc như lao động ở Nhật, nhiều người nghe đến nhẹ dạ cả tin đã muốn tham gia ngay. Nhưng khi sang đến Tam Giác Vàng, họ mới biết được rằng sự thật rất tàn nhẫn. Chúng bắt đầu hướng dẫn cách lừa đảo và lúc đó nhiều người mới vỡ lẽ ra rằng cái gọi là việc nhẹ lương cao thực chất chỉ là lừa đảo ăn cắp. Những ai không chấp nhận, muốn quay về thì bị chúng đe dọa, cưỡng ép. Thậm chí có những người dù biết rõ bản chất công việc vẫn tiếp tục tham gia vì mức hoa hồng mà chúng chia có khi lên đến hơn 10%. Có nạn nhân bị lừa đến 5-10 tỷ đồng và kẻ trực tiếp lừa đảo được chia lợi 500 triệu đồng. Điều đáng nói là nếu gặp những kẻ biết thương đồng bào thì họ sẽ khổ sở dưới tay bọn chúng lừa đảo. Còn nếu gặp phải những kẻ độc ác, tàn nhẫn thì chính họ lại trở thành công cụ để lừa đảo đồng bào của mình. Điều này thật đúng với câu đứng lên chống lại cái xấu thì thiệt thân, mà không chống lại cái xấu thì để nó dần dần hủy hoại đồng bào của ta. Sau 2 năm theo dõi, cuối cùng Công an Việt Nam đã phối hợp với Công an Lào và thành công trong việc đột nhập vào tòa nhà cao tầng của bọn lừa đảo Tam Giác Vàng, vượt qua lớp bảo vệ dày đặc và sẵn sàng xử lý bất cứ ai làm mặt. Họ đã bắt giữ được hàng trăm kẻ lừa đảo trong cùng một lúc. Điều này đòi hỏi sự tham gia của hàng trăm chiến sĩ công an. Nói vậy để chúng ta biết rằng, việc phá vỡ mạng lưới tội phạm lừa đảo này là một chiến công không hề nhỏ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trong nhiều ổ nhóm lừa đảo còn tồn tại. Chính vì vậy, mong rằng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục ưu tiên các cuộc chiến chống lừa đảo này để hàng nghìn tỷ đồng của nhân dân Việt Nam không bị tuồn ra nước ngoài một cách cay đắng.
và một chiến dịch lừng danh không kém tam giác vàng mới bị triệt phá mới đây. Đó là đường dây đánh bạc 12.600 tỷ do nhóm người Trung Quốc điều hành tại Hải Phòng. Vụ án này phải mất 4 năm mới có thể theo dõi, cài cắm người điều tra, thu nhập chứng cứ và bắt giữ. Theo đó, dự án khu đô thị Ao City, công ty Hiệp Phong, doanh nghiệp 100% vốn Hồng Kông, Trung Quốc, chủ tịch hội đồng quản trị công ty là ông Peter Wang, tức là A Hoàng, quốc tịch Trung Quốc. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện trong khu đô thị Ao City có 13 tài khoản đường truyền Internet do công ty Hiệp Phong đứng tên và 12 người nước ngoài là nhân viên công ty Hiệp Phong tạm trú. Để phá được chuyên án này là hết sức khó khăn. Việc đối phó với một tổ chức tội phạm có quy mô lớn và được tổ chức chặt chẽ như vậy đòi hỏi công an Việt Nam phải triển khai một kế hoạch điều tra vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ. Đường dây này không chỉ có quy mô lớn về tài chính mà còn sử dụng công nghệ cao để che giấu các hoạt động phi pháp của mình. Điều này khiến cho công tác theo dõi, thu thập bằng chứng trở nên phức tạp và nguy hiểm khi các đối tượng luôn tìm cách trốn tránh sự giám sát của cơ quan chức năng. Các đối tượng trong đường dây đánh bạc này là những kẻ tội phạm có kinh nghiệm, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, sử dụng các biện pháp tinh vi để che giấu danh tính và liên lạc với nhau. Điều này đã đặt ra thách thức lớn cho lực lượng công an trong việc lần theo dấu vết, xác định và bắt giữ các đối tượng chủ chốt. Bất kỳ sai sót nào trong quá trình theo dõi cũng có thể khiến toàn bộ chiến dịch bị lộ, dẫn đến việc các đối tượng tẩu thoát gây khó khăn cho việc triệt phá toàn bộ đường dây. Ngoài ra, việc đối phó với một tổ chức tội phạm quốc tế cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, đặc biệt khi đối tượng chủ mưu là người nước ngoài. Công an Việt Nam không chỉ phải đối mặt với những nguy hiểm từ chính các đối tượng tội phạm mà còn phải đảm bảo an toàn cho chính mình trong suốt quá trình điều tra và phá án. Việc thâm nhập vào các ổ nhóm tội phạm, theo dõi và nắm bắt tình hình mà không để bị lộ tung tích là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và linh hoạt giữa các lực lượng tham gia. Trong quá trình triệt phá đường dây, Công an Việt Nam đã phải tiến hành đồng thời nhiều mũi tấn công, đảm bảo rằng các đối tượng không thể kịp thời xóa dấu vết hay tẩu thoát. Việc bắt giữ hơn 395 đối tượng trong một chiến dịch quy mô lớn như vậy mà không để xảy ra thương vong hay sơ suất lớn nào đã chứng tỏ sự quyết tâm và năng lực vượt trội của lực lượng công an. Số tiền người chơi tham gia đặt cược khoảng 4,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 12.600 tỷ đồng. Ban chuyên án đã thu giữ 301 chiếc máy tính xếp tay, 257 ổ cứng, gần 2.600 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan khác. Như vậy có thể thấy rằng Công an Việt Nam đã thể hiện tài trí đỉnh cao của mình trong việc triệt phá các tổ chức tội phạm có quy mô lớn và tinh vi, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm. Việc thành công trong chiến dịch này không chỉ là minh chứng cho năng lực và sự kiên quyết của lực lượng công an, mà còn thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đấu tranh chống lại các tệ nạn xã hội. Chúng ta quay lại với công cuộc đốt lò, thì tiếp theo đó là một vị lãnh đạo đầu tỉnh đã bị mất chức. Đó là việc khởi tố ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ. Như chúng ta đều biết rằng Phó Chủ tịch tỉnh là một chức vụ rất lớn trong tỉnh. Thế mà ông Dũng này lên đến vị trí đó lại để mình rơi xuống vực thẳm vì hành vi đánh bạc, vi phạm pháp luật. Cụ thể là vào ngày 22 tháng 6 năm nay, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã tiến hành bắt quả tang một vụ đánh bạc cực lớn tại câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều tại tầng 1 khách sạn Mường Thanh, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội và 18 đối tượng bị bắt. Sau khi mở rộng điều tra thì đến ngày 29 tháng 7, ông Dũng đã bị khởi tố về tội đánh bạc. Chung số phận với ông Dũng còn có ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư thành ủy của thành phố Hòa Bình cũng bị bắt và khởi tố. Trước đó, ông này là bí thư nhưng đến năm 2023 đã vi phạm về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, khiến ông phải xin thôi giữ các chức vụ. Tuy nhiên, có vẻ như ông Đức vẫn không hối cải về sai phạm của mình nên ông lại vi phạm pháp luật, tham gia đánh bạc và giờ thì đã bị bắt. Tiếp đến là việc ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc. Cụ thể là ông Nguyễn Linh Ngọc bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu khởi tố và bắt tạm giam ngày 22 tháng 7 về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương. Ông Nguyễn Linh Ngọc dù biết rõ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép nhưng ông vẫn đánh giá là đủ điều kiện. Từ đó đề xuất ký ban hành giấy phép khai thác khoáng sản, giao tài nguyên đất hiếm cho công ty này. Điều này dẫn đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã khai thác trái phép gây thất thoát khoáng sản của nhà nước với giá trị ước tính lên 600 tỷ đồng.
Cùng với tội danh, Bộ Công an còn khởi tố các bị can là Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ khoáng sản Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam và Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, ông Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái. Đồng thời, Bộ Công an cũng khởi tố Bùi Đoàn Như, nguyên trưởng phòng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, Lê Duy Phương, nguyên chuyên viên chính vụ khoáng sản Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Và hiện nay, ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường là cấp trên của ông Nguyễn Linh Ngọc cũng đã xin từ chức. Chúng ta không rõ là ông Khánh vi phạm gì và có liên quan gì đến sai phạm của ông Ngọc hay không. Nhưng dù sao, cũng rất tiếc cho người được mệnh danh là tuổi trẻ tài cao này. Ông Khánh khi ở tuổi 40 đã trở thành Chủ tịch tỉnh trẻ nhất Việt Nam vào thời gian đó. 7 năm sau, ông lại trở thành Bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam, một người được kỳ vọng là thế hệ trẻ sẽ có cống hiến và đóng góp lớn giúp Việt Nam vươn xa. Nhưng cuối cùng cũng đã xin từ chức vì vi phạm. Tổng Bí thư Tô Lâm đã và đang thực hiện những vụ đốt lò quy mô lớn, không chỉ tập trung ở cấp trung ương mà còn lan tỏa đến cấp xã, cấp huyện. Điều này chứng tỏ rằng công cuộc chống tham nhũng không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước mà còn là nguyện vọng chính đáng của toàn thể nhân dân, bất kể là quốc gia phát triển như Mỹ hay đất nước hay có điều kiện đặc thù như Triều Tiên. Khi công tác chống tham nhũng được tiến hành một cách nghiêm túc và hiệu quả sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Khi không có tham nhũng, đồng tiền mà người dân làm ra sẽ được sử dụng đúng mục đích, không bị thất thoát. Họ được hưởng thụ trực tiếp thông qua việc tiêu dùng và gián tiếp thông qua các khoản đầu tư của ngân sách nhà nước vào các cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm, v.v. Không có tham nhũng, mọi nguồn lực đều được sử dụng để phục vụ công cộng và đó là mục tiêu mà bất kỳ quốc gia nào cũng đang hướng tới. Với hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc chiến chống tham nhũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả hơn nữa để mọi kẻ gây thất thoát tài sản công đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam chúng ta. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này, xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.